Wormworld một cái dự án mà được sự chú ý của mọi người rất là nhiều ở trong cái thời gian vừa qua, và cái dự án này cũng có rất là nhiều bạn đầu tư mua cái dự án Wormworld này ở những cái thời điểm ở trên này, cũng như là kỳ vọng Wormworld nó có thể là ít nhiều tài khoản cho chúng ta ở trong cái mùa uptrend. Và ở trong cái video này của mình thì mình sẽ chia sẻ và cập nhật lại cho các bạn về cái dự án Wormworld này, xem dự án này nó có tiềm năng như thế nào, cũng như là hiện tại chúng ta mua cái dự án này được hay chưa. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật lại các bạn nhé. Ok, thì ở trên đây, đây là trên trang chủ của dự án, thì khi mà nhìn vào đây thì chúng ta thấy là dự án nó cũng đã có cái sự thay đổi nhẹ về cái website của nó ở đây. Tuy nhiên thì về cái bản chất của nó thì vẫn không có cái sự thay đổi. Về cơ bản thì các bạn biết đó là Wormworld này nó là một cái cây cầu blockchain để mà giúp cho tất cả những cái blockchain có thể là kết nối với nhau, luân chuyển tài sản, nhắn tin và giao tiếp với nhau một cách rất là dễ dàng hơn. Và các bạn biết đó là ở cái thị trường crypto của chúng ta ấy, hiện tại bây giờ đang có quá nhiều những cái layer 1, layer 2 và rất là nhiều những cái dự án layer ra đời, thì làm cho cái thị trường của chúng ta nó ngày càng phân mảnh cái dòng tiền. Khi đó thì nó cần những cái cây cầu xuyên chuỗi để có thể là giao tiếp này, luân chuyển tài sản để mà dòng tiền nó có thể là tập trung hơn ấy. Thì khi đó Wormworld và những cái cây cầu blockchain nó ra đời, thì Wormworld này là một cái dự án mà cạnh tranh trực tiếp với lại Layer Zero, và hiện tại bây giờ nó cũng đang là cái dự án mà đang đứng hàng đầu trong cái mảng này, và hứa hẹn cũng sẽ có cái sự bùng nổ rất là lớn ở trong cái mùa uptrend ấy. Và các bạn khi mà xây dựng blockchain ấy thì các bạn có thể là ứng dụng cái cây cầu Wormworld này để mà phát triển cái hệ sinh thái của mình khá là đa dạng, để giúp cho các bạn có thể là thu hút dòng tiền như là tương tác với những cái blockchain khác rất là dễ đó. Và ở đây nếu như các bạn muốn xây dựng cái blockchain của mình dựa trên cái cơ sở cây cầu Wormworld này thì các bạn có thể là vào đây cũng như là tận dụng những cái tính năng nổi bật của Wormworld để các bạn có thể là xây dựng và phát triển các bạn nhé. Và ở đây chúng ta thấy rất là nhiều những cái hệ sinh thái cũng như là những cái dự án mà được dự án Wormworld này hỗ trợ và phát triển, ví dụ như là Cosmos này, Backstreet, Cycle, Solana, Uniswap, Bay. Về cái dự án Uniswap này thì nó sử dụng cái Wormworld này ngay từ đầu, cũng như là nó phát triển khá là mạnh và tập trung ở trên Uniswap khá là nhiều, rồi P Network này, rồi Pitol Network thì cung cấp cơ sở dữ liệu đấy. Và khi mà vào đây thì chúng ta tìm hiểu về cái hệ sinh thái của nó ấy. Ở đây thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những cái dự án làm về nhiều mảng khác nhau, ví dụ như là Obelisk Core này, đây là một cái dự án cũng làm về blockchain, cũng như là nó tăng cái tương tác giữa những cái EVM và non-EVM rất là dễ dàng, tích hợp với lại Wormworld ở đây. Rồi cái C3 này là cái sàn DEX này, hay là Carry này là làm về mảng Bridge, Hasbro thì làm về Elevator và DEX đúng không, Jupiter cũng làm về DEX này đó, rồi Portal này cũng làm cái cây cầu xuyên chuỗi, và hiện tại bây giờ nó cũng đang sử dụng ở hơn 30 chain khác nhau, và cũng như là luân chuyển token và NFT một cách rất là dễ dàng đó. Ngoài ra ở dưới này thì chúng ta thấy cái hệ sinh thái của dự án Wormworld này thì nó cũng khá là nổi bật khi mà rất là nhiều những cái dự án ứng dụng cái công nghệ của Wormworld để mà có thể là luân chuyển tài sản, ví dụ như là Arel, đây là một cái DEX ở trên Aptos thì phải, Astropos này, Apefin, Audius, Atlas DEX, Autotama này, Economy, Shiba, Cetus, Carry đó, rất là nhiều ở đây đúng không? Và như các bạn vừa nãy biết đó là hầu hết những cái chain lớn như kiểu Sui, Aptos, Optimism, ARB hay là Jackson ở thời điểm hiện tại ấy, thì đều ứng dụng những cái công nghệ của Wormworld này để mình có thể là luân chuyển những cái hệ sinh thái như là dòng tiền qua những cái hệ sinh thái khác, như là tiếp cận dòng tiền ở trên Ethereum một cách rất là dễ dàng hơn nhé. Và các bạn biết đó là trong tuần trước ấy, thì thằng Wormworld này nó cũng ra cái cơ chế stake để mà giúp cho những cái holder cái đồng token WGAP ấy có thể là stake cái dự án này để mà tham gia vào
quản trị nhá. Thế còn đâu là cái việc mà lệnh cả đồng Google này có thể là được airdrop hay không thì không thấy dự án xác nhận. Về cơ bản thì cái việc tung tin này cũng làm cho giá của Google những cái hôm vừa rồi á nó cũng chạy lên đâu đó là khoảng 0,7 mấy á, thì nó cũng khá là giống với cái đợt mà Arbitrum cũng tăng đâu đó từ khoảng 1 đến 1,3, 1,4 gì thì phải. Nhưng mà cái việc stake này nó sẽ làm giảm cung của Google, nhưng mà đại loại là mọi người có thể là tham gia vào quản trị biểu quyết các thứ ấy. Thế còn đâu là việc mà xác nhận được airdrop hay không thì không không chắc chắn đúng không? Đấy, và ngoài ra đây thì các bạn tìm hiểu thêm một số những cái thông tin khác ở đây nữa các bạn nhé. Và cái tiếp theo ở đây ấy, thì họ cũng chia sẻ đó là các bạn có thể luân chuyển tài sản cũng như là kết nối các blockchain với nhau. Ở đây họ chỉ bằng khoảng 3 cái câu lệnh ở trong ứng dụng của họ thôi thì cũng đã giúp cho các bạn luân chuyển tài sản một cách rất là nhanh chóng luôn. Và ngoài ra thì Google nó sẽ sử dụng cái bộ công cụ SDK để giúp các bạn có thể là xây dựng cũng như là phát triển những cái multi-chain của các bạn để mà có thể luân chuyển tài sản một cách rất là dễ dàng hơn nhé. Và đây thì các bạn có thể luân chuyển token từ những cái chain này sang chain khác. Ví dụ ở đây các bạn có thể là luân chuyển từ Ethereum sang Solana hay là Aptos, Sui rồi những cái non-EVM khác ấy. Rồi rất là nhiều những cái giải pháp Layer 2 khác thì các bạn có thể là luân chuyển tài sản từ Ethereum sang nhé. Và trên này với Google thì các bạn có thể là truy vấn bất kỳ những cái dữ liệu ở trên những cái chuỗi nào mà được cây cầu Google này hỗ trợ, cũng như là ở đây các bạn có thể là nhắn tin xuyên chuỗi cho tất cả những cái dự án được Google này hỗ trợ và phát triển các bạn nhé. Đó, rất là tiện đúng không? Ở đây thì họ cũng chia sẻ đó là Uniswap là một trong những cái DeFi hàng đầu mà sử dụng cái cây cầu Google này mà không cần phải thông qua bất kỳ những cái khó khăn nào ấy. Tức là họ thấy Google này rất tiện lợi, họ sử dụng luôn ấy. Đấy. Đây, khi mà kéo xuống dưới này thì Google thì họ cũng chia sẻ là cái dự án của họ đảm bảo cái tính bảo mật rất là cao. Và thời điểm hiện tại số lượng validator chạy nốt là 19 validator này. Và đây dự án cũng được cung cấp bởi Gasway, một công ty kiểm toán hàng đầu luôn, và rất là nhiều những cái công ty kiểm toán khác. Cũng như là ở đây họ cũng chia sẻ cái quỹ lên tới là 2,5 triệu đô cho những cái người mà có khả năng tìm ra những cái lỗi về bảo mật thứ. Đó, rất là nhiều những cái chương trình để mà giúp cho Google nó càng ngày càng hoàn thiện hơn này. Và dưới này đây là một số những cái thông số mà họ đạt được ở trong cái thời gian vừa qua. Về tổng cái số lượng tin nhắn mà luân chuyển xuyên chuỗi lên tới là hơn 1 tỷ tin nhắn rồi nhá. Cũng như là ở đây có hơn 200 chuỗi xây dựng cũng như là sử dụng cái tin nhắn của dự án Wormwood này. Và ở đây cái thời gian chạy hỗ trợ là 6 rồi này. Cũng như là ở đây có hơn 30 cái blockchain được support hỗ trợ, ví dụ như kiểu Aptos, Sui các thứ đây. Đấy là những cái blockchain đấy để cho các bạn hiểu đúng không? Ở dưới này cái hệ sinh thái của nó thì vừa nãy ở trên kia mình chia sẻ cho các bạn rồi. Đây rất là nhiều cái blockchain nổi tiếng, ví dụ Aptos, Arbitrum, Bay, BNB Chain, Cosmos, Ethereum, Polygon, Solana và Sui. Ở đây các bạn vào các bạn tìm hiểu hơn này, tận hơn 30 blockchain đúng không? Ví dụ như cái một số những cái layer 2 như Scroll, Polygon, Terra là layer 1 này, Say layer 1, Solana layer 1 đúng không? Đó, Optimism hay là Machine Network ở đây. Đấy, thì các bạn thấy là cái hệ sinh thái của nó rất là đa dạng rồi đúng không? Ok, thì đến đây thì chắc hẳn các bạn cũng đã hiểu về Wormwood như là những cái thông số mà cái dự án Wormwood này đạt được, như là về cái tầm nhìn và cái hướng đi của dự án Wormwood này ở trong dài hạn. Nói chung là đây là một cái blockchain mà nó sẽ phát triển cùng với thị trường này, bởi vì là sau này càng nhiều những cái blockchain nó được xây dựng và phát triển ấy, thì những cái cây cầu xuyên chuỗi như kiểu Google này thì nó sẽ càng ngày càng được ứng dụng nhiều, nên là về tương lai thì nó sẽ có những cái ứng dụng lớn ấy đó. Và bản thân mình tin Google nó sẽ càng ngày càng phát triển, còn đâu là cái quan trọng đó là chúng ta sẽ đầu tư với dự án như thế nào để mà tìm kiếm cái lợi nhuận đúng không? Cái tiếp theo thì sang đây chúng ta tìm hiểu một chút về Twitter, thì ở đây chúng ta thấy là hiện tại bây giờ dự án đang có là 383.000 lượt theo dõi này, và những cái bài đăng ở đây thì được khá là nhiều người quan tâm. Ví dụ như hôm trước họ chia sẻ về cái việc mà stake các thứ ấy, thì là cái lượt xem ở đây lên tới là 1 triệu, và rất là nhiều lượt thả tim và quan tâm ở đây. Và dưới này đây là những cái bài đăng của nó này, ví dụ như là hôm qua thì họ cũng chia sẻ về cái việc mà họ kết nối với lại PayPal để mà hỗ trợ cái đồng
stablecoin PUSD này để đưa cái tài sản vào trong injective energy đó, để mà luân chuyển từ Ethereum sang Solana tới energy một cách rất là dễ dàng hơn, rất là thuận tiện đúng không? Và xuống đấy này thì có rất là nhiều những cái bài đăng ở đây thì các bạn có thể là vào các bạn tìm hiểu sâu hơn. Về cơ bản thì mình thấy là Google nó vẫn đang làm khá là tốt, cũng cũng như là càng ngày nó càng kết nối với nhiều cái blockchain quan trọng ở trong thị trường này. Về cái tiếp theo thì sang đây về cái token unlock của dự án thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy là sắp tới sang tháng 8, tháng 7, tháng 8 ở đây thì nó sẽ có một cái đợt unlock cũng khá là nhiều, từ đâu đó là khoảng 1,9 tỷ lên tới là 2,6 tỷ cũng khá là lớn ở đây. Sau đó thì khoảng đến tháng 3, tháng 4 năm sau thì nó mới unlock nhiều cho cái giai đoạn tiếp theo ấy. Thì về cơ bản là cái tokenomics này thì nó cũng khá là đẹp thôi, nên là các bạn có thể là căn ke ở trong cái thời gian này, nếu mà nó có ở đáy ấy, các bạn có thể là đầu tư mua cái dự án ở Wormwood này ở những cái thời điểm này thì cũng khá là đẹp đúng không? Và cái tiếp theo thì sang bên đây thì chúng ta thấy là dự án huy động được cái số vốn rất là lớn, đây là một cái cây cầu thôi nhưng mà nó huy động số vốn lên tới là 225 triệu đô, và ngoài ra ấy thì còn một cái khoản tiền rất là lớn để mà hỗ trợ cho dự án Wormwood này trong cái vụ hack ấy, nên là dự án này nó cũng huy động được rất là nhiều tiền. Và ở trong cái vòng funding round mà huy động 225 triệu đô đây, nó định giá lên tới là 2,5 tỷ nhá, và các bạn thấy là giá nó bán là 0,25 ở đây. Ở đây chúng ta thấy là có quỹ cực kỳ lớn là Multicore Capital và Jump Trading thì quá là nổi tiếng rồi, gần như là đầu tư những cái dự án nào thì sau đó chúng ta thấy là lái giá rất là khét đúng không? Còn rồi ở đây chúng ta thấy có Coinbase, Parafi, Arlington Capital thì đều là những cái tên tuổi khá là lớn ở trong cái thị trường này. Đó, và ngoài ra đây còn một số những cái quỹ đầu tư cũng có tên tuổi khác cũng có đầu tư vào trong cái dự án này. Còn đâu ở thời điểm hiện tại thì chúng ta nhìn lại ở đây giá là 0,47. Hiện tại bây giờ nếu mà so với lại giá 0,25 thì các quỹ nó cũng đang ít có là 1,89 lần thôi. Đây là mức giá cũng tương đối đẹp ở trong cái thời điểm hiện tại đối với cái dự án này. Bởi vì là chúng ta thấy là nó cũng khá là sát giá quỹ rồi. Như mình vừa nãy nói ấy, bản thân cái dự án này mình đánh giá là ngon và khá là ok để mà hold cho dài hạn ấy. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại thị trường nó đang khá là xấu nên là nó vẫn đang dò đáy. Ở thời điểm này thì mình nghĩ là có khá nhiều bạn FOMO ở cái vùng trên này khi mà nó ra tin stake rồi, ở thời điểm hiện tại thì chúng ta đang bị lõm tài khoản ở đây đúng không? Tuy nhiên thì những cái dự án là mà đồ zoom ấy đầu tư cũng như là cũng như đẩy giá lái giá thì đều khá là đẹp và có cái lợi nhuận khá là cao sau này, nên là cái dự án Wormwood này thì cũng rất đáng để đầu tư. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ so sánh với một số những cái dự án mới mà cũng có Zoom đầu tư chẳng hạn. Mình lấy ví dụ như Sui ở đây thì nó cũng có Zoom đầu tư vào cái dự án này. Và ở trong cái thời gian trước thì chúng ta thấy Sui nó cũng bị đi giá trong một cái khoảng thời gian khá là lâu. Và hiện tại bây giờ chúng ta đang thấy là Wormwood nó cũng đang đi đến những cái khoảng như thế này. Và nếu như nó xuống đến này và nó tạo một cái ví dụ như tạo phút mà nó xuống sâu lên một tí này thì là có khả năng là tạo đáy là cao, và chúng ta mua thì chúng ta sẽ có cái lợi nhuận cao ở những cái thời điểm mà nó tạo đáy như thế này. Tất nhiên là nhìn vào thì không không biết đâu là đáy, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mình nghĩ là đối với Google nó vẫn chưa có điểm dừng và nó sẽ tiếp tục dò trong cái thời gian tới. Ví dụ như là Sui này này, cái đợt ấy là nó tạo một cái phút ở Hàn Quốc cấm hay là kiện cái gì đó ấy. Đó thì là Sui nó đáy ở đây đúng không? Đó thì ví dụ như là Google này có thể là nó cũng tìm những cái lý do kiểu vậy để mà tạo đáy, hay là so với lại Aptos ở đây thì chúng ta thấy là cũng là kiểu zoom đầu tư vào lái giá. Thì ngày trước ấy Aptos nó cũng có cái đợt reset và có một cái cây xuống mạnh ở đây, ví dụ đâu đó là về khoảng 4 đô, sau đó thì nó reset mạnh phát về khoảng 3,2 3,3 ấy. Thì hiện tại bây giờ đối với lại Wormwood thì cũng cần có những cái đợt nó chỉnh giá như vậy, sau đó thì chúng ta thấy là nó sẽ bắt đầu đẩy. Và bản thân mình thấy là ở thời điểm hiện tại thì nếu như là nó có những cái cú reset kiểu này thì khá là phù hợp để mà có thể là lên thuyền đầu tư cho dự án Wormwood, và rất có thể là nó sẽ đi theo những cái mô típ của Sui và Aptos ở trong cái thời gian trước để cho chúng ta có thể là tìm kiếm lợi nhuận đúng không?
áp tốt thì đẩy đâu đó khoảng x6 lần, còn xui cũng lên đâu đó là khoảng 5-6 lần, thì rất có thể là vuông vuông thì nó cũng sẽ đi theo cách đi như vậy để cho chúng ta có thể là đưa ra cái phương án đầu tư nhá. Nói chung là vuông vuông thì mình đánh giá cũng khá là cao luôn, bởi vì là cách lái giá của zoom trading từ xưa đến nay thì hầu như là không làm cho anh em thất vọng đối với lại những anh em đầu tư dài hạn ấy. Thì ở thời điểm hiện tại nếu mà giá nó đẹp thì đâu đó là về mà tầm cáp khoảng 500 tương đương với lại khoảng 0,3 đúng không? Thì ở đây nó giảm thêm một chút nữa, ví dụ nó tạo đáy ở cái vùng đó thì rất có thể là ở vùng đó nó sẽ là đáy của vùng của trong cái chu kỳ này, thì nó sẽ tạo cái nó ROI rất là cao của chúng ta trong cái mùa uptrend đúng không? Ok, thì trên đây là cái chia sẻ của mình về vuông vuông cũng như là cái điểm mà chúng ta mua để có thể là đầu tư, cũng như là mình vừa nãy mình cũng so sánh với một số những cái dự án tương tự mà có case study là Zoom đầu tư, để các bạn có những cái kế hoạch đầu tư mua bán hiệu quả nhất đối với cái dự án này các bạn nhé. Và nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên cho mình một like cũng như là chia sẻ video của mình đến với những người bạn của bạn đang cần. Và bên đây đây là trên Twitter của mình, nếu mà bạn chưa follow thì hãy follow để được cập nhật những cái thông tin mới nhất và nhanh nhất trong thị trường cryptocurrency các bạn nhé. Cũng như là bên đây là cái kênh YouTube Ngọc Tuyên Crypto của mình, trong kênh thì mình phân tích rất là nhiều những cái dự án tiềm năng để các bạn có thể là tham khảo đầu tư cho mùa 2024 2025 để các bạn có những cái kế hoạch đầu tư hiệu quả nhất các bạn nhé. Và video của mình xin được kết thúc tại đây, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, chúc các bạn đầu tư thành công.